con trai của Thủy Thần. Thất Sơn là tên gọi chung bảy ngọn núi huyền thoại ở tỉnh An Giang, gồm có núi Cô Tô, núi Két, núi Cấm, núi Dài Nhỏ, núi Tượng và núi Nước. Ông Tư Thời năm nay có lẽ đã trên 80. Ông sinh ra và sống bám vào vùng đất này từ thời thơ ấu đến nay, ngồi bên tách trà nhâm nhi, nhìn mưa gió tối trời tối đất của tháng 9 trên vùng núi non hùng vĩ của Thất Sơn, bỗng sinh lòng hoài cổ, cảm khái kể lại như thế này. Vào một năm lâu lắm rồi, lúc đó vùng Thất Sơn còn rất hoang tịch, dân cư thưa thớt, giao thông vẫn còn trông cậy vào xe ngựa ở trên bờ và thuyền ghe dưới bến. Sâu vào phía sau núi Ông Két, có một ông già sống điều hiu một mình bên cạnh một mô đất lớn. Ông Tư nhấn mạnh, mà ông già đó còn già hơn ông nội tao nữa nghe bay. Nhờ vào những nén hương thắp mỗi buổi chiều tàn, người ta mới hiểu đó là một ngôi mộ, nhưng là một ngôi mộ khá lớn so với kích thước bình thường. Ông già đó sống ở đó từ hồi nào và bao lâu rồi thì ông nội tao cũng không biết rõ. Người ta thường gọi ông là thầy tám rắn vì ông rất giỏi về thuốc trị rắn. Dân địa phương và các vùng lân cận, nếu ai bị rắn cắn, miễn là còn sống cho tới khi gặp thầy tám là coi như người đó sống. Cách chữa trị của ông cũng lạ kỳ. Có người bị rắn cắn hấp hối, khi gặp thầy tám chữa trị xong, sống lại rồi kể lại. Khi khiêng bệnh nhân tới, thầy tám kêu để trên bộ ngựa dưới nhà rồi đuổi thân nhân ra ngoài hết. Sau đó, thầy tám đưa tay ra vuốt ngay chỗ rắn cắn. Từ trong vết thương rỉ ra một vết nước đen đặc sánh chảy ra tay thầy. Người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng liền. Chút xíu sau là các vết sưng xẹp xuống và sinh hoạt bình thường. Ông nội tao hồi còn thanh niên bị rắn cắn cũng đã được thầy tám cứu. Vậy mà khi tao lớn lên, thành thanh niên 17-18 tuổi cũng còn thấy mặt thầy tám, thì tao cũng không biết ổng già cỡ nào. Lúc đó lóng chừng khoảng giữa tháng 10, trời mưa hoài mà lại giữa mùa nước lớn. Một bữa vào buổi chiều trời cũng đang chạng vạng, tao vừa ngoài ruộng về, bỗng thấy sấm chớp xào lớn quá, nhất là sét đánh gì đâu mà tưới tung khắp trời như sao xẹt. Tao hoảng hồn kiếm chỗ núp, sao mà bất ngờ chạy tới ụ rơm kề ngay ngoài vườn nhà thầy tám. Tao hoảng hồn khi thấy trong nhà thầy tám đông người quá, mà người nào người nấy bận đồ như hình mấy thầy hộ pháp trong chùa. Có hai người quay mặt ra ngoài nên tao thấy rõ họ chỉ là những chàng thanh niên cỡ ngoài 20 tuổi, khuôn mặt sáng láng. Họ đang nói chuyện bàn bạc gì đó chung quanh thầy tám. Còn thầy tám thì nằm trên bộ ngựa, không biết bệnh gì và còn sống hay không. Thiệt tình thì tao cũng muốn chạy vô thăm hỏi, nhưng sợ sấm sét inh trời mà sao nhiều tia chớp như phát ra từ trong căn nhà đó, nên chưa biết tính sao. Chợt tiếng sấm thiệt lớn, nổ như ngay trên đầu mình. Tao té lăn ra bất tỉnh. Tới chừng tỉnh dậy cũng đã nửa đêm, dòm ra thì căn lều nhà thầy tám cũng không còn, chỉ thấy trên đó là một ụ đất lớn như ngọn đồi. Mà bây giờ tụi bay thấy đó, hai ngọn đồi nằm song song bên núi Ông Két. Ngôi chùa điều hiu lắm, bốn bức tường rêu phong cũ kỹ, chính điện chỉ là một cái kệ xây cao. Trên đó pho tượng Phật bằng gỗ mít lâu nay đã sẫm đen như hắc ín. Vị lão tăng khoác tấm áo nâu bạc màu, thân hình gầy ốm, chỉ có tia mắt là sáng. Khi nghe khách kể lại những lời ông lão Tư Thời kể về sự tích hai ngọn đồi bên cạnh núi Ông Két, vị tăng từ tốn gật đầu xác nhận và nói ông Tư Thời kể lại đúng đó, đúng nhưng chưa đủ. Ông Tám đó là Long Thần, nên nọc rắn nào khi móng rồng vước vào thì đọc cách mấy cũng phải ứa ra thôi. Ngôi chùa mà ông đang đứng đây là ngôi chùa xây dựng từ trăm năm nay. Ngoài chính điện thờ Phật, phía trái chúng tôi vẫn có bàn thờ Long Thần.
Sự tích vị Long Thần này chính là sự tích ông thầy Tám Rắn. Tổ sư khai sơn của ngôi cổ tự này là tổ sư ba đời của tôi, đã ghi rất rõ nguồn gốc của hai ngọn đồi của Long Thần được nhờ trong chùa. Tôi xin kể lại ông nghe.